Hey, xin chào tất cả bà con cô bác đã trở lại kênh bò giống Củ Chi của em nha. Thì em tiếp tục lên một con lực kê nhưng mà cũng được ba bê lỡ nha. Bò này 7 tháng 8 tháng rồi nha. Đó, thì hang bò này, chiều cao là dương mét mốt đó nha cô bác anh chị. Thì cặp bò này em bán cái giá là 50 triệu cho cô bác anh chị. 50 triệu thì em bao dần chỉ cho cô bác anh chị từ 150 cây số luôn nha. Bán cho hết cái lô bò lỡ luôn nha cô bác anh chị. Đó rồi. Lục dữ lắm nha cô bác anh chị. Đây luôn. Chiều cao là như 1m1 nha cô bác anh chị. Thêm bò kem mình lông da những nhờ nha, lông da mỏng. Bò ba bê được có hơn 8 tháng rồi nha cô bé anh chị. Con cặp này em muốn bán giá là 50 triệu nha. Lỡ bò hết rồi nha. Thì cô bé anh chị ở Bình Thuận á, có Bình Thuận với khu vực Đồng Nai với khu vực Vũng Tàu có xem có kết được cặp bò này thì alo em nha. Tại vì ngày mai em có chuyến đi thì ngày mai em có đi giao bò ở khu vực Bình Thuận nha cô bé anh chị. Thì cô bé anh chị nào ở Vũng Tàu với Bình Thuận với Đồng Nai thì có xem được cặp này thì em gặp chung chuyến luôn nha cô bé anh chị. Bao đẹp nha cô bé anh chị. Đây. Coi ra coi. Đây. Đó. Cái lưng này có hai mục này cứng ngắc này nha cô bé anh chị. Thì bò chích ngừa viêm da đây tháng mấy rồi nha cô bé anh chị. Con này chích ngừa viêm da tháng mấy rồi. Con này cũng tháng mấy rồi nha cô bé anh chị. Đó. Rồi thì hai con là bán 50 triệu bao xe cho cô bé anh chị nha. Còn một tâm với tâm gửi cho số nha. Rồi, cảm ơn cô bé anh chị nha.